Dạ vâng, cửa hàng nông ngư câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay cửa hàng chúng em lên cho các bác xem hai máy cưa xích 024 các bác nhé. Đó, một con là 024 thường và một con là 024 AV. Đó, con 024 thường này là thì có xả áp các bác nhé. Có xả áp giúp cho mình sử dụng mà dễ dàng hơn cũng như là giật nổ dễ dàng. Còn con 024 AV đây, quay từng con một, chi tiết từng con một. Thì em đã tháo hai bô hai con rồi. Thì tí nữa đây thì em sẽ quay luôn cho các bác xem qua trái bít tông của hai con này nhá các bác nhá. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đó, một con Sittin 024 AV. Công suất của con này thì đều là 42cc cả các bác nhá. Đều 42cc cả. Đó, hai con. Con này thì xài lam 50 phân mặt cắt được 45 phân các bác nhá. Còn con này thì lam của nó là 45 phân mặt cắt được 40, 024 thường là mặt cắt được 40 phân. Còn con 024 AV này là mặt cắt được 45 phân các bác nhá. Đó. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Cả hai con cũng thế. Đấy. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản hệ Estin. Hai con này thì 024 thường thì tích hợp hai ốc lam các bác nhá. Hai ốc lam nguyên zin của nó luôn. Còn con 024 AV này thì nó xài tích hợp một ốc lam. Đó, một ốc lam, nhưng mà nếu mà các bác nào muốn nhu cầu muốn lên hai ốc lam thì em vẫn có thể lên được các bác nhá. Bởi vì riêng con này thì nó có làm sẵn một cái lỗ để mình vít ốc sẵn rồi. Đó, nếu mà các bác có nhu cầu thì em sẽ lên cho các bác được luôn. Đấy. Còn con riêng con 024 này thì tích hợp luôn hai ốc lam sẵn sàng rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Còn tổng thể máy móc thì quay trên video như thế nào thì em quay trực tiếp trên video nhé. Máy móc có sao thì em sẽ quay trực tiếp như thế. Đó, một hệ này các bác nào mà thích đời cao xả áp thì lựa chọn con này. Còn các bác nào mà muốn khỏe thì lựa chọn con này các bác nhé. Đó. Nhưng mà em không hiểu tại sao mà hai con thì đều công suất bằng nhau, nhưng mà con 024 thường này thì em thấy vòng tua có thể chậm hơn con 024 AV một tí xíu. Đó. Nên là các bác nào mà cân nhắc kỹ, nếu mà các bác muốn nào sử dụng 024 khỏe thì sử dụng con 024 AV. Còn các bác nào muốn bền bỉ đổi lại ấy, cái sự khỏe khoắn thì nó sẽ đi kèm với lại là máy móc sẽ nhanh hỏng hóc hơn là một con máy mà vòng tua nó chậm. Bởi vì vòng tua của nó khi mà mình như cửa hàng chúng em là theo em đánh giá là một người thợ, thì những con máy mà vòng tua của nó cao, nó khỏe, nó rét máy, đi kèm với lại là máy móc nó sẽ không bền bằng một chiếc máy mà tình trạng nó vòng tua nó thấp các bác nhá. Thì quay lại chủ đề chính thì đây thì em quay trái bít tông từng con một cho các bác xem nhá. Các bác nhìn ạ, con này bít tông sọc ngang luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp và chất lượng, con này là Estin 024 AV. Cực kỳ đẹp các bác nhá. Qua con thứ hai, Estin 024 các bác nhá. Bít tông cũng cực kỳ là chất lượng luôn. Đó, bít tông sọc ngang tiếp luôn các bác nhá. Hơi mờ mới có nhìn rõ không nhỉ. Đó. Đường kính cực kỳ đẹp. Nói chung là về bít tông con này thì không phải lăn tăn gì được. Có bác nhìn kỹ không ạ? Cực kỳ chất lượng các bác nhá. Còn máy cưa xích. Và giá hiện tại thì con này thì em bán với giá là 5.600.000. Còn con này thì em bán với giá là 5.500.000. Các bác nào ưng ý con nào thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Thì chỉ cần để lại cho em tên, địa chỉ, số điện thoại thì em ship tận nơi cho các bác luôn. Đó. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là linh kiện em đã kiểm tra nhưng căn chỉnh ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đó, không có việc gì phải lăn tăn cả. Máy móc đảm bảo cho các bác là bao zin nguyên bản từ A tới Z, hàng chưa bung chạm máy móc gì luôn. Đó, linh kiện thì tất cả máy móc thì trước khi nhập về thì em đã kiểm tra hết, từ điện này, bình xăng con, nòng, bạc, zin, bạc đạn, tất cả mọi thứ đều ngon lành hết các bác nhá. Đó. Nên là các bác nào mà đang tìm hiểu về máy móc thì liên hệ thử xem nhìn qua hai con này xem các bác nào có ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại của em này trên màn hình rồi. Thì em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Đó, miễn phí ship toàn quốc cho các bác luôn. Các bác ở đâu thì cũng có thể ship được hết. Đó. Từ Nam ra tới Bắc luôn.
Đấy, và giá hiện tại là con này là 5 triệu 6, con này là 5 triệu 5. Đó, miễn phí ship, toàn quốc cho các bác. Rồi, các bác nào ứng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể liên hệ qua channel và để đặt hàng. Đó, giá của em thì đã để trên cao công khai trên video hết rồi các bác nhá. Không, mà con này thì em cũng vừa tháo bô ra nên là chưa có tiện test nổ. Thì các bác nào muốn nhu cầu mà muốn test nổ máy thì liên hệ qua cho em hoặc là kết bạn qua Zalo cho em thì yêu cầu em thì em sẽ gửi video test nổ cho các bác video riêng các bác nhá. Đó, còn đây là quay trực tiếp cho các bác để cho các bác nào mà đang cần tìm những dòng máy công suất mà khai thác kéo tầm 57 đổ về thì sử dụng con này là cực kỳ hợp lý nhá. Con này thì có thể kéo được tầm khoảng 57 đổ về được các bác nhá. Đó, nên là các bác nào đang có nhu cầu mà cần những tầm máy mà cỡ như thế thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Rồi em chào các bác, hẹn các buổi video sau.